Mọi người, tôi tên là Cao Ánh Tuyết, đến từ Cộng hòa Liên bang Đức. Hôm nay về đây để học khóa 80 của thầy Nguyễn Tần. Vâng, 300 nhà đầu tư trên toàn thế giới đã quy tụ về đây. Chương trình Kiến tạo dòng tiền và hưu sớm 2024 bắt đầu rồi. Chào em, ở đây, bà ngoại đây, đây Cộng hòa Séc về đây. Xin chào nhá, chào các anh chị nhá. Vâng, xin chào các anh chị. Chúc anh chị sức khỏe nhá. Chào chị. Cảm ơn, xin chào các anh chị nhá. Bắt tay chứ. Các anh chị nhá. Chúc mọi người sức khỏe nhá. Vâng, xin chào các anh chị nhá. Chúc mọi người sức khỏe nhá. Xin chào. Chào các anh chị nhá. Các anh chị chờ vài phút nữa bắt đầu nhá. Ok, vâng, xin chào các anh chị. Các anh chị xin chào. Vâng ạ. Chào. Đứng lên. Xin chào mọi người, tôi tên là Cao Ánh Tuyết, đến từ Cộng hòa Liên bang Đức. Hôm nay về đây để học khóa 80 của thầy Nguyễn Tần. Vâng. Và xin chào tất cả mọi người. Chào chị. Xin chào mọi người, mình ở Hàn Quốc về tìm đường cứu nước. Xin chào mọi người, mình là Jenny Phan, mình từ Mỹ về hỗ trợ chương trình của thầy Tân Nguyễn. Tôi là Hải Việt Triều từ Cộng hòa Séc về tham gia cái khóa học này. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trần Thượng Toàn, tôi đến từ Cộng hòa Séc. Tôi bày về chương trình này K80 của thầy Tần Nguyễn. Tôi là Rocky Ngọc Thạch, là CEO của SmartLink Logistics Việt Nam và tôi bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để hỗ trợ lớp học của thầy Tần. Vâng, và mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng tôi rất là hân hoan được chào mừng bạn đến với sự kiện của chúng tôi 2024 với rất nhiều các cơ hội từ thị trường tài chính Việt Nam. Có thể nói là thị trường Việt Nam là một trong những thị trường vô cùng tiềm năng và đang tăng trưởng rất tốt, và hy vọng trong khóa học sau sẽ có tên bạn trong khóa học này. Yes, hãy đồng hành cùng chúng tôi nhé.